Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hệ thống các trường cấp 3 của Mỹ bao gồm 4 năm học hay tương đương từ lớp 9 đến lớp 12 của phổ thông trung học. Những năm học khác nhau được có những tên gọi khác nhau như là Freshman cho lớp 9, Sophomore cho lớp 10, Junior cho lớp 11 và Senior cho lớp 12. Có hai loại trường trung học chính ở Mỹ là trường trung học tư thục, bao gồm trường học ban ngày và trường học nội trú, và trường trung học công lập. Trường trung học công lập và tư thục khác nhau như thế nào? Trường tư thường có số lượng học sinh nhỏ hơn và số lượng học sinh trong mỗi lớp cũng ít hơn. Trường tư thường là một cộng đồng nhỏ và chặt chẽ. Trường tư thường có tiêu chuẩn về học thuật cao hơn và đội ngũ giáo viên tốt hơn. Trường tư chú ý đến từng cá nhân, học sinh hơn. Trường tư cung cấp nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa về thể thao, nghệ thuật, học thuật và phục vụ cộng đồng. Học sinh tốt nghiệp từ các trường trung học tư nội trú thường có sự chuẩn bị tốt hơn cho đại học. Học sinh muốn học trường trung học tư thục nội trú để có thể chọn trường, địa điểm, ngược lại với chương trình trao đổi cộng đồng. Học sinh sống trong các ký túc xá với bạn bè và thầy cô giống như một đại gia đình. Và để cập nhật những thông tin học bổng cũng như chọn trường tốt nhất tại Mỹ, các bạn vui lòng liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 và 0166515721. Và những điều quan trọng cần biết về trường nội trú đó là nhà trường có đội ngũ cán bộ tận tình hướng dẫn và chăm sóc học sinh, nhà trường cung cấp chất lượng giảng dạy cao và trình độ học thuật vượt trội, nhà trường cung cấp các chương trình chuyên sâu và hỗ trợ cá nhân nếu cần. Học tại một trường nội trú ở Mỹ là cách tốt nhất để chuẩn bị cho việc học đại học. Bạn sẽ được hưởng cơ sở vật chất tốt nhất, các lựa chọn về thể thao và hoạt động ngoại khóa phong phú. Nhà trường có lớp học quy mô nhỏ, cung cấp sự chú ý đến từng cá nhân học sinh nhiều hơn. Phần lớn các trường cung cấp lớp học tiếng Anh và các sinh viên quốc tế sẽ được học ở trường nội trú ở Mỹ hơn một năm. Học sinh được ở trong ký túc xá và nhà ở trong khuôn viên của trường. Một số trường cho học sinh lựa chọn ở với một gia đình địa phương hoặc những gia đình này được trả tiền. Học sinh được cấp visa F1 khi học tập tại trường nội trú của Mỹ. Và những yêu cầu về nhập học, học sinh phải trong độ tuổi từ 14 đến 19, 12 đến 13 tuổi đối với chương trình nội trú trung học cơ sở. Học sinh phải tham gia bài thi SLIP do trường tổ chức. Điểm yêu cầu thường dao động từ 45 đến 55, nhưng một số trường chấp nhận điểm thấp hơn và một số yêu cầu điểm cao hơn. Với những học sinh có điểm SLIP thấp hơn, nhiều trường cung cấp chương trình ESL trước khi vào học chính thức. Học sinh phải hoàn thành hồ sơ xin học đầy đủ. Học sinh cũng phải nộp các giấy tờ về sức khỏe, thư giới thiệu từ giáo viên gần nhất, bản điểm và bài luận cá nhân. Đối với những trường thuộc dạng tốt, học sinh phải nộp điểm TOEIC và điểm SAT và điểm trung bình ở trường trên 90. Học sinh phải đủ linh động và trưởng thành để sinh sống ở nước ngoài. Các kỹ năng về thể thao, âm nhạc, nghệ thuật hoặc bất kỳ sở thích nào sẽ là điểm cộng lớn. Về chi phí, ở Mỹ có khoảng 450 trường nội trú. Học phí của những trường này dao động từ miễn phí nếu học sinh có học bổng toàn phần nhưng rất hiếm, cho đến hơn 50.000 đô cho một năm. Về thời gian học, nếu các bạn cân nhắc vào học một trường đại học ở Mỹ sau khi tốt nghiệp trường nội trú, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên dành ít nhất 2 năm tại một trường trung học của Mỹ để đảm bảo sự thành công ở đại học. Tốt nhất là nên bắt đầu sớm hơn vào lớp 9 hoặc lớp 10, bởi như vậy bạn sẽ có thời gian hòa nhập với cộng đồng học sinh ở trường và có sự chuẩn bị sẵn sàng cho đại học. Nếu các bạn ở các tỉnh xa có thể có nhu cầu về du học thì hãy gửi hồ sơ trực tiếp đến địa chỉ của công ty 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể tư vấn miễn phí qua hotline 0996277629 và 0166515721, hoặc có thể truy cập vào các website của công ty đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Còn về việc chọn thành phố, tiểu bang để học thì không biết là có giúp ích được gì cho các bạn sinh viên trong việc tiết kiệm chi phí hay không ạ? Điều đó là tất nhiên, bởi vì nhiều bạn ở Việt Nam thường mong muốn mình qua bên Mỹ học ở những thành phố danh tiếng như là New York, San Francisco, Washington DC, Boston v.v.
mà các bạn quên là sống ở tại những thành phố được nhiều người biết đến, đồng nghĩa với lại các bạn phải chấp nhận các mức sinh hoạt phí rất là cao. Bên cạnh đó còn có những thành phố có mức sinh hoạt phí khá là thấp nhưng chất lượng sống cũng không thua kém, đảm bảo cho các bạn về mặt chất lượng về giáo dục. Ví dụ như là tiểu bang Tennessee, tiểu bang Arkansas, Indiana, Oklahoma và đặc biệt là tiểu bang Texas với rất là nhiều trường mà tôi đã trình bày bên trên. Hầu như các tiểu bang này mức sinh hoạt phí ở đây bằng cỡ khoảng 85% trung bình sinh hoạt của cả nước Mỹ mà thôi. Đó là một vài sự lựa chọn khác dành cho các bạn. Và cuối cùng anh có thể giới thiệu thông tin về một vài học bổng mà công ty Tân Đại Dương có thể cung cấp để giúp cho các bạn sinh viên tiết kiệm thêm chi phí khi đi du học ạ? Thực sự học bổng thì cũng có rất là nhiều nhưng mà thường tất cả những cái trường đều có yêu cầu điểm IELTS của các bạn rất là cao, khoảng 6.5 hoặc 7.0 trở lên, hoặc là điểm bình quân 3 năm học cuối cấp khoảng 8.0. Đó là những yêu cầu hơi bị khó đối với sinh viên Việt Nam. Cho nên là chúng tôi chú trọng vào học bổng của chương trình Anh ngữ, bởi vì hầu hết sinh viên Việt Nam qua bên đó đều học chương trình Anh ngữ trước, sau đó các bạn mới vào chương trình học chính là chương trình cao đẳng hoặc đại học. Thì chương trình cao đẳng hoặc đại học thì họ chú tâm đến học bổng cho sinh viên trong quá trình sinh viên theo học tại trường nhiều hơn là cấp học bổng cho sinh viên đầu vào. Chính vì vậy cho nên là các bạn nên lưu ý những học bổng cho chương trình Anh ngữ như chương trình học bổng từ tổ chức ESLI, đây là tổ chức cung cấp các khóa học tiếng Anh cho các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh cũng như chưa có đủ điểm SAT. Sinh viên học tiếng Anh tại các tổ chức này được cấp học bổng từ 30-50% học phí. Chương trình học bổng từ Navitas tại các trường như là University of Massachusetts, Lowell hoặc là University of New Hampshire với mức học bổng cỡ khoảng 10-15% học phí. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.